Thưa quý vị, vào lúc 1 giờ chiều Chủ nhật, ngày 8 tháng 4 năm 2013, tại hội trường Unified Event Center, thành phố San Jose, đã diễn ra chương trình nhạc hội Người Vẫn Thương Người do Hội Bạn Người Cùi tổ chức nhằm mục đích gây quỹ ủng hộ cho những bệnh nhân phong cùi có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Được biết, chương trình nhạc hội Người Vẫn Thương Người đã được tổ chức thường niên 18 năm qua tại miền Nam Cali, và đây là lần đầu tiên tổ chức tại miền Bắc Cali. Tuy là nhạc hội nhằm gây quỹ từ thiện, nhưng ban tổ chức cũng đã chuẩn bị các khâu rất chu đáo, cho thấy công việc được đảm nhiệm từ tấm lòng hảo tâm của các thành viên hội bạn người cùi, cũng như các thiện nguyện viên trong chương trình. Từ ban tiếp tân với các em thiếu nữ xinh xắn giúp hướng dẫn quan khách vào hội trường, cho đến các cô thiện nguyện viên đảm nhiệm khâu ẩm thực hay ghi danh ủng hộ, ai ai cũng mang trên môi một nụ cười hạnh phúc, chung tay góp sức cho công việc từ thiện. Sau nghi lễ chào cờ trang nghiêm, chương trình được chính thức bắt đầu với bài hợp ca xúc động đầy ý nghĩa, được sáng tác bởi nghệ sĩ Chí Tâm, ca khúc Tạ ơn trên người vẫn thương người, do các thành viên hội bạn người cùi thể hiện. Ông Nguyễn Văn Công, hội trưởng hội bạn người cùi, đã cho chúng tôi biết thêm. Thưa bác, vậy thì cái số tiền khi mà mình quyên góp được thì mình ủng hộ cho các bệnh nhân phong cùi ở Việt Nam như thế nào, bằng những cái cách nào thưa bác? Hiện nay thì hội bạn người cùi đã làm trong 19 năm qua thì là tất cả cái sự đóng góp của bà con được gửi về cho bệnh nhân phong cùi qua hệ thống của các nữ tu, tức là các sơ đang phụ trách bệnh nhân phong, hoặc là các linh mục đang phụ trách bệnh nhân phong. Thì hàng tháng như vậy, thì hiện nay với cái số tiền mà hội xin được là đang nuôi 4.200 bệnh nhân phong và 1.390 các em học sinh con của bệnh nhân từ tiểu học lên đại học. Thì mỗi một bệnh nhân phong ở trong trại đó là nhận được $9 một tháng, tháng nào cũng có hết. Ở ngoài trại là $15, tháng nào cũng có hết, các sơ sẽ đưa cho. Rồi các con em bệnh nhân phong thì là được cấp học bổng từ tiểu học cho đến đại học, thì cao nhất là được 2.500 nếu đang học y khoa. Còn thì các em tiểu học thì là nhỏ nhất ít nhất là được $70 một tháng, một năm tiền học đó. Đó, tiền học đó. Thì tất cả những cái tiền đóng góp của bà con là chúng tôi bảo đảm là tới tay bệnh nhân phong. Bởi vì mỗi một năm phái đoàn chúng tôi tự bỏ tiền túi ra đi về để đến các nơi có bệnh nhân phong để kiểm soát, cũng như là để xem cho bệnh nhân phong họ có nhận được đồng tiền đóng góp. Vì chúng tôi chịu trách nhiệm cái đồng tiền đóng góp mồ hôi của bà con hải ngoại chúng tôi chuyển về cho những bệnh nhân phong. Thì trong 19 năm qua là chúng tôi bảo đảm cái vấn đề đó không bị thất thoát. Thưa bác, vậy thì nhân cơ hội này bác có gửi đến quý đồng hương xem đài những cái lời chia sẻ hay những lời kêu gọi như thế nào không thưa bác? Thực ra thì hội bạn người cùi chỉ là một nhỏ thôi. Còn cái sự mà gọi là tồn tại hay là cái sự mà đóng góp giúp đỡ là bà con hải ngoại mới là chính. Chứ hội bạn người cùi chỉ là một cái cánh tay thôi. Tất cả nó tồn tại được hay không là do cái bàn tay đóng góp của tất cả bà con hải ngoại. Thì trong 19 năm qua là phải nói là nếu không có cái sự đóng góp, cũng sự tiếp tay của các anh chị nghệ sĩ, các cơ sở thương mại, các cơ quan truyền thông báo chí, đài truyền hình, thì hội bạn người cùi không thể nào tồn tại được. Đó là một cái điều rõ ràng như vậy. Thì chúng tôi xin cảm ơn tất cả cái sự đóng góp của tất cả mọi người Việt hải ngoại. Hội bạn người cùi không phải là một của hội một tôn giáo nào, cũng không phải là của một cá nhân nào, mà là của bà con hải ngoại đã đóng góp và chia sẻ cho những người bất hạnh ở bên Việt Nam. Đó là những người phong cùi mà đau khổ, họ không có thể nào mà sinh sống được nếu không có sự tiếp tay của bà con hải ngoại. Con xin cảm ơn bác và con cũng xin thay mặt cho đài truyền hình Việt Today kính chúc cho bác và quý đồng hương có được một đêm nhạc hội thật là vui. Cảm ơn em và cảm ơn quý vị khán thính giả đã coi cái phần phỏng vấn của tôi vừa qua. Xin cảm ơn hết lòng. Cảm ơn.
xen kẽ giữa các chương trình văn nghệ đặc sắc do MC Thanh Tùng điều hộp, là phần xổ số với giải nhất là một chiếc iPhone 5 và phần đấu giá những vàng, áo dài của Châu Nguyễn và đặc biệt là bức tranh bồ đề của nghệ nhân Trần Bổn. Nhằm quyên góp tiền cho các bệnh nhân phong cùi, nghệ nhân Trần Bổn, trưởng ban văn nghệ Hương Sen tại San Jose, một thiện nguyện viên nhiệt thành hội của bạn người cùi, đã chia sẻ cảm nghĩ của mình. Chú có thể chia sẻ một chút về xuất phát từ cái động lực nào mà chú tham gia trong ban tổ chức của buổi văn nghệ ngày hôm nay? Thì nói chung là cũng xuất phát từ cái lòng mình nghĩ là những cái người bệnh cùi ở bên quê hương mình là những cái thành phần đau bệnh rất là tội nghiệp. Nghĩa là sau một vài lần mình về với Santa Ana, mình có tham gia và mình thấy cái công việc này rất có ý nghĩa. Mình cũng có một vài show đi diễn với bé Jenny, cũng hầu mong là đi quyên góp được một số tiền nào đó để mà có một số quỹ khá để mà giúp cho những anh em đau bệnh nghèo bên Việt Nam. Vậy thì thưa chú, nhân cơ hội này chú có gửi lời nhắn nhủ gì tới quý đồng hương hay không? Nhân cơ hội này cũng xin tất cả quý vị đồng hương, lần này và có thể là năm sau chúng tôi sẽ tổ chức một lần nữa, và nếu quý vị có lòng thì cũng mong quý vị hàng năm hãy đến họp cùng chúng tôi, ra sức để mà gây một cái số nào tiền tài nào đó để mà hầu mong đóng góp chung với hội để đưa về Việt Nam giúp cho tất cả những nạn nhân, bạn bè, đồng hương ở quê nhà. Chương trình đã quy tụ rất nhiều gương mặt ca nghệ sĩ nổi tiếng tại các trung tâm như Mạnh Quỳnh, Hương Thủy, Y Phương, Anh Tuấn, Chí Tâm, Hoài Tâm, Việt Hương, vân vân. Vì lẽ đó, buổi nhạc hội đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo quý đồng hương, đại diện các hội đoàn và giới truyền thông báo chí đến tham dự. Cô Diệu Minh, một khuôn mặt quen thuộc tại các chương trình từ thiện vùng Bắc Cali, đã chia sẻ với chúng tôi. Cô, vậy thì khi mà quý khán thính giả coi đài đó, có muốn donate thì có thể liên lạc tới số phone nào thưa cô? Cái chương trình này á, hiện tại á, thì tổ chức ở Bắc Cali lần thứ nhất, nhưng mà cái hội người cùi này á, là chính thức á, là ở tại Nam Cali. Nếu mà muốn liên lạc với lại cái hội bạn người cùi này sau cái tổ chức hôm nay á, thì xin quý vị liên lạc theo cái số phone 714-785-7950 hoặc là 714-732-8162. Xin quý vị ủng hộ và Diệu Minh kêu gọi lòng hảo tâm của quý đồng hương tại miền Bắc Cali. Diệu Minh cũng xin kính chúc quý đồng hương thưởng thức một đêm ca nhạc thật là vui vẻ, thân tâm thường an lạc. Chương trình nhạc hội từ thiện Người Vẫn Thương Người với lực lượng ca sĩ hùng hậu đã kéo dài đến 8 giờ tối cùng ngày. Tuy chương trình rất dài, nhưng quý đồng hương vẫn dành chọn một buổi chiều chủ nhật đẹp trời tại Unified Event Center để thưởng thức văn nghệ. Và hơn hết là nhằm quyên góp một cánh tay phần nào giúp đỡ cho các bệnh nhân phong cùi tại Việt Nam. Quý vị khán thính giả xem đài có lòng hảo tâm, muốn quyên góp cho các bệnh nhân, xin hãy liên lạc trực tiếp với Hội Ban Người Cùi tại số điện thoại 714-785-7950 hoặc 714-622-8734.